tình hình diễn biến nghiêm trọng buộc Tổng thống nước này Michelle Bachelet đã phải tuyên bố tình trạng thảm họa và ký sắc lệnh yêu cầu quân đội hỗ trợ sơ tán hàng nghìn thường dân ra khỏi khu vực thảm họa. Theo hãng tin AP, hơn 10.000 người đã được sơ tán, trong đó có ít nhất 200 nữ tù nhân. Khoảng 1.200 lính cứu hỏa cũng đã được huy động để dập lửa trong suốt 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Theo các nhà chức trách địa phương, tình hình thời tiết không thuận lợi khi nhiệt độ cao và các cơn gió lớn từ Thái Bình Dương đang cản trở nỗ lực cứu hỏa. Thị trưởng Valparaiso, Zicastro nhận định đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử của thành phố và cho biết các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc.